Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên. Thực sự là có ai đó đang lên studio này. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen xuất hiện. Đó chính là người đàn ông đứng trên đê chắn sóng mà Mayu đã thấy lúc trước. Khi đó, cô mới chỉ nhìn từ đằng sau người đàn ông đó. Còn lúc này cô nhận ra rằng người đàn ông này cũng tầm tuổi mình. Gương mặt trẻ với mái tóc cắt ngắn, đuôi mắt phải có một nốt ruồi. Đây chính là người đàn ông trong những bức ảnh. Hiệu ảnh này vẫn còn làm việc chứ ạ? Một giọng nói thật nhẹ, nghe thật êm tai. Chợt Mayu nhận ra là mình đã đứng dậy từ lúc nào. Trống ngực cô đập thình thịch. Hiện tại hiệu ảnh này không còn làm việc nữa. Trước đây bà của tôi vẫn còn làm việc, nhưng... Có lẽ vì xúc động nên cô khó mở lời hơn bình thường. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại tới đây? Và sao lại đến đúng lúc mình đang xem những bức ảnh thế này? Tháng 10 năm ngoái, bà tôi đã qua đời. Tôi chỉ đến để sắp xếp lại di vật của bà. Tôi phải thu xếp xong trong thứ bảy và chủ nhật này. Trước những câu nói lắp bắp của Mayu, người đàn ông vẫn bình thản và kiên nhẫn lắng nghe. Mayu rất muốn hỏi về bốn tấm ảnh kỳ lạ này, nhưng cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thật ra, tôi rất muốn lấy lại những bức ảnh trước đây đã đặt ở hiệu ảnh này. Lúc nãy tôi vô tình đi qua, thấy cửa mở nên mới đi vào. Anh là Madori Masakazu. Mayu bật thốt lên cái tên ghi trong túi đựng ảnh. Người đàn ông mở tròn mắt ngạc nhiên, như thể muốn hỏi tại sao cô biết cái tên đó. Thực ra cái này... Chẳng còn cách nào khác, Mayu cho anh ta xem một trong số các bức ảnh lúc nãy. Đó chính là tấm ảnh cũ nhất trong túi. Đột nhiên, người đàn ông tiến sát lại. Gì thế này? Mayu lùi về phía sau theo phản xạ, nhưng lại bị chiếc ghế bọc vải cản trở. Người đàn ông cúi xuống trước mặt Mayu và nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay cô. Tấm lưng anh ta căng cứng lại, cái nhìn mạnh mẽ như thể muốn đốt cháy luôn cả bức ảnh. Vâng, đúng là nó, chính là tấm ảnh này. Người đàn ông nói với vẻ sung sướng. Ngay sau đó, anh ta thả lỏng cơ thể. Lúc này khoảng cách hai người đã khá gần. Tôi là Madori Akitaka. Masakazu là ông của tôi. Mayu và người đàn ông đi xuống một căn phòng kiểu Nhật ở dưới tầng 1, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn thấp truyền thống. Trước đây căn phòng này được dùng làm nơi tiếp khách của hiệu ảnh. Câu chuyện của Madori Akitaka tốn khá nhiều thời gian, nhưng anh ta nói chuyện rất tuần tự và đặc biệt lịch sự với giọng điệu từ tốn. Mayu không ngờ một người có vẻ ngoài nam tính lại có tính cách thông dong đến vậy. Theo như lời kể, anh ta đang là sinh viên đại học y hơn Mayu một tuổi. Từ vài ngày trước, anh ta đã cùng bà mình đến biệt thự ở khu phố đông trên đảo Enoshima. Anh ta vốn muốn đến để lấy lại những bức ảnh mà ông của anh ta đã đặt ở hiệu ảnh. Tuy nhiên hiệu ảnh đã đóng cửa nên anh ta cũng đang không biết phải làm sao. Nửa năm trước, ông của tôi có đến đây nhờ rửa thêm mấy tấm ảnh. Nhưng ngay sau đó, ông đã bị đột quỵ và đột ngột qua đời. Tôi cũng không biết rõ hiệu ảnh ông đến lúc đấy là hiệu ảnh nào. Gần đây, tôi mới tìm thấy tờ ghi chú của ông có ghi là hiệu ảnh Nashiura. Nếu là nửa năm trước đó thì cũng là thời điểm ngay trước khi bà của Mayu nhập viện. Và khi đó, dù không làm việc đều đặn mỗi ngày, nhưng bà vẫn tiếp tục công việc trong tình trạng sức khỏe xấu. Những bức ảnh này thuộc về ông của anh sao? Không, chúng thuộc về bà tôi. Bà luôn mang nó theo bên mình. Thế nhưng những tấm ảnh gốc đều đã bị xước, mờ hết cả, nên ông tôi đã nhờ rửa lại những bức ảnh mới. Tại sao khi đó ông của anh lại chọn hiệu ảnh này vậy? Ngoài hiệu ảnh Nishiura này
chắc chắn còn nhiều nơi khác cũng có dịch vụ rửa ảnh cho khách. Akitaka nghiêng đầu suy nghĩ. Cái này có lẽ do ông bà tôi có duyên với hòn đảo này cũng nên. Trước khi kết hôn, bà tôi đã sống ở Enoshima và bà cũng gặp ông ở ngay nơi đây. Bà của anh là người Enoshima này sao? Không phải vậy. Bà tôi nói là bà đã bỏ nhà ra ngoài tự lập và đến làm việc ở đây. Dường như mối quan hệ giữa bà và mọi người trong nhà không được tốt. Sau đó, bà đã trúng tiếng sét ái tình với ông tôi khi đó đang đến hòn đảo này du lịch. Một năm sau thì bà quyết định bắt chuyện làm quen với ông. Một năm sau? Mai Dư kinh ngạc. Tại sao tình yêu sét đánh mà phải chờ đến một năm sau mới nói chuyện? Dường như khi đó có quá nhiều người đến rồi đi và bà đã để lạc mất ông. Một năm sau, bà lại nhìn thấy ông khi ông quay lại đây. Lúc đó, bà đã đuổi theo ông đến tận nhà ga Enoden và tỏ tình với ông. Quả là một câu chuyện tình ly kỳ và hấp dẫn. Có lẽ những bức ảnh này cũng có liên quan tới câu chuyện đó cũng nên. Mà vừa nhìn xuống những tấm ảnh đang được xếp lần lượt trên bàn, có lẽ đây chính là lúc thích hợp để hỏi xem bốn tấm ảnh này được chụp như thế nào. Ông của anh, ông Madori Masakazu, cũng có trong những bức hình này chứ? Vâng, tôi nghe nói ông đã chụp trong những buổi hẹn hò năm đầu tiên ông bà quen nhau, hình như là 4-5 năm sau chiến tranh. Đây, là những bức ảnh này này. Akitaka chỉ vào tấm ảnh đen trắng cũ thứ hai. Tấm ảnh này chụp được cảnh ngọn hải đăng đang trong quá trình xây dựng. Sau đó anh ta lần lượt chỉ vào tấm ảnh màu thứ ba và tấm ảnh mới nhất thứ tư. Đây là bố tôi. Khi cả nhà tôi đến Enoshima, chúng tôi muốn chụp lại một tấm hình giống với trước đây. Còn bức mới nhất này chính là tôi. Tôi chụp nó vào năm ngoái khi tôi với ông đến biệt thự của chúng tôi. Quả nhiên, những người trong bốn tấm ảnh này đều có liên hệ máu mủ với nhau và họ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm giống với ngày xưa, ngay tại những vị trí cũ. Mặc dù vậy, Mai Dư vẫn còn nghi hoặc chưa được giải đáp. Mọi người đều giống nhau nhỉ? Ví dụ như vị trí của nốt ruồi này, chúng đều rất giống nhau. À, bố tôi không có nốt ruồi đâu. Nhưng tôi nghe kể lại là bà tôi khi đó đã dùng đồ trang điểm để vẽ thêm cho giống với ông tôi ngày trước. Mai Dư kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Akitaka. Anh vừa cười vừa cọ cọ vào nốt ruồi của mình. Nốt ruồi của tôi không phải do quá trang đâu. Bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Mai Dư cảm thấy xấu hổ. Có vẻ nốt ruồi của anh ta đúng là thật. Nếu vậy thì trong trường hợp này, ông và cháu lại có những điểm di truyền giống nhau. Không, vẫn còn một người nữa. Vậy người trong tấm hình cũ nhất này là ai? Người đàn ông mặc bộ đồ truyền thống đứng trên cây cầu gỗ cũng có nốt ruồi. Nhắc đến đây, mắt Akitaka sáng lên. Đúng vậy, chính là tấm hình này. Akitaka chống hai tay lên chiếc bàn và rướn người về phía trước. Ngực anh ta phập phồng như thể đang thở gấp. Không biết ông ấy là ai nhỉ? Như cớ, Mai Dư bật thốt lên. Người đàn ông này vừa nói cái gì vậy? Tôi vẫn luôn muốn lắng nghe ý kiến của chuyên gia về chụp hình. Tôi cũng đã nhờ một người hiểu rõ lịch sử nơi đây xem giúp. Nhưng nếu nhìn từ khung cảnh Enoshima khi đó, thì bức hình này có vẻ được chụp từ đầu thời Chiêu Hòa. Thế nhưng vào thời gian đó, gia đình Madori chỉ toàn là phụ nữ, không có người đàn ông nào tầm tuổi tôi cả. Tôi cũng đi hỏi họ hàng của mình, nhưng mọi người đều xác nhận rằng chắc chắn không có người nào như trong ảnh. Quả là một câu chuyện kỳ lạ. Mai Dư nhìn sát vào tấm ảnh. Nếu đây không phải là ảnh ghép thì chỉ có thể là một người khác giống họ mà thôi. Kể cả là như vậy thì bức ảnh của cậu đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Một giọng nói vang lên trong đầu khiến Mai Dư giật mình. Đột nhiên cô lại nghĩ tới chuyện đó. Có thể chuyện khi ấy sẽ còn lặp lại, dù cô đã thề sẽ không dính dáng gì đến chụp ảnh nữa.
và cho dù suốt 4 năm qua, cô cũng không hề đụng tới máy ảnh. Tôi không phải là chuyên gia về ảnh. Tôi cũng không phải nhân viên ở đây. Thế nhưng cô hiểu rất rõ về ảnh đúng không? Chắc cô phải thích chụp ảnh lắm nhỉ? Tôi rất ghét nó. Trước lời phủ định ngay tấp lự khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên này, nụ cười trên môi Akitaka cũng tắt hẳn. Tôi xin lỗi. Mai Dư vội vàng cúi đầu xin lỗi. Trong lần gặp đầu tiên, sao cô có thể thể hiện tình cảm cá nhân ra thế chứ? Vậy nhưng ngay lúc đó, Akitaka cũng vội vàng xua tay. Không, cũng tại tôi hỏi riêng tư quá, nhưng tôi không còn biết ai hiểu rõ về những bức ảnh ngày xưa cả. Thế nên ít nhất cô có thể nói cho tôi những gì cô thấy từ bức ảnh này được không? Nói rồi anh ta cúi đầu thấp hơn cả Mai Dư. Người mình xin lỗi lại nhờ vả kiểu này, Mai Dư dường như không thể từ chối được. Vâng, tôi biết rồi, Mai Dư đáp lời trong cảm giác áy náy. Đột nhiên cô cảm giác như có cơn gió thoáng qua gò má, giống như một cánh cửa nặng nề vừa hé mở. Mai Dư nhìn lại những bức ảnh cũ một lần nữa. Nhắc đến thì cô vẫn chưa kiểm tra lại phim của 4 tấm ảnh này. Mai Dư lục lại túi đựng ảnh, mở túi plastic đựng 4 tấm phim và xếp chúng lên bàn. 4 tấm? Sao không đủ? Trong túi chỉ có 3 tấm phim. Mai Dư vội nhìn lại trong túi đựng ảnh và kiểm tra lại chiếc hộp đựng tất cả những tấm ảnh chưa trả để xem nó có rơi ở đâu không. Nhưng tất cả đều không có. Chiếc túi plastic đựng phim vẫn được dán kín bằng băng dính. Như vậy tức là ngay từ đầu nó đã không được cho vào trong túi. Mai Dư cảm thấy máu chảy rần rật trên mặt. Khi cô giơ những tấm phim lên về phía ánh sáng ở cửa ra vào để kiểm tra, cô mới phát hiện tấm phim còn thiếu lại chính là tấm phim của bức ảnh cũ nhất. Không có phim của bức ảnh này anh à. Thế nghĩa là sao? Mai Dư nghẹn lời. Tất nhiên khi khách hàng đến đây nhờ rửa ảnh thì chắc chắn họ phải mang cả phim đến rồi. Nếu không có phim thì bà đã chẳng in ra được những bức ảnh này. Nếu vậy thì giờ chỉ có một khả năng. Có lẽ bà của tôi đã quên cho nó vào trong túi cùng những tấm phim khác rồi. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tấm phim đó đã mất rồi. Những tấm phim này là đồ của khách và hiệu ảnh phải bảo quản chúng cho tới khi giao lại cho khách. Nhưng dù bà có ốm yếu thế nào, cô cũng không thể tin một người nghiêm khắc trong công việc như bà lại gây ra một lỗi nghiêm trọng đến vậy được. Thành thật xin lỗi anh, tôi nhất định sẽ tìm lại nó cho anh. Không sao, đây cũng không phải là lỗi của cô Katsuragi. Dù sao thì tôi cũng có ảnh ở đây rồi, nên cũng không sao cả. Bà tôi chắc cũng không để ý đâu. Sao có thể không để ý được? Bà ấy đã giữ gìn nó cẩn thận mấy chục năm ròng cơ mà. Mai Dư thầm tự nhủ, nhất định phải tìm ra nó. Khoan đã, nói vậy thì vẫn còn một người biết rõ sự tình khi chụp những tấm ảnh này. Sao nãy giờ cô không nghĩ ra chứ? Những bức ảnh này là của bà anh Madori đúng không? Nếu thế thì chắc bà anh phải biết rõ người trong bức ảnh này chứ. Chắc chắn chủ của những bức ảnh này phải biết rõ về nó rồi. Thế nhưng Akitaka lại chau mày, có vẻ rất khó xử. Thực ra hôm qua tôi cũng đã nói chuyện này với bà tôi rồi, vì bà cũng tới biệt thự với tôi. Thế nhưng tôi cũng không chắc lắm. Tôi không rõ là bà có biết hay không nữa. Mai Dư vẫn chờ Akitaka nói tiếp, vậy mà anh ta cứ im lặng mãi. Như vậy là sao? Ngay lúc Mai Dư định cất tiếng hỏi thì một người phụ nữ dáng người nhỏ bé, trông đã luống tuổi, tiến vào trong hiệu ảnh. Mái tóc bạc trắng được tạo kiểu rất đẹp, một chiếc áo len cashmere màu be rất hợp với mái tóc, và trên vai quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ rực rỡ. Điều làm cô băn khoăn là bà mặc chúng cùng chiếc quần giữ nhiệt trơn láng, dù chất liệu của nó có vẻ tốt. Thêm nữa, trong cái lạnh như thế này mà bà ấy
lại không mặc áo khoác. Người phụ nữ ấy nhìn một vòng bên trong hiệu ảnh, đôi mắt bà mang theo vẻ hoài niệm xa xăm. Mà dù vừa định đứng dậy thì Akitaka còn nhanh hơn, vội vã lao ra ngoài. Đây là bà tôi. Sau khi đỡ người phụ nữ tiến vào, Akitaka nhẹ giọng giới thiệu với Mayu. Hóa ra đây chính là người mà nãy giờ cả hai đang nhắc tới. Sao bà lại đi một mình thế này? Chị Seno đâu? Thấy Akitaka hỏi, người phụ nữ chỉ tay ra bên ngoài. Lúc nãy bà đi dạo đến bãi biển đằng kia kìa. Rồi bà thấy ngôi nhà trông quen quen nên mới vào đây. Một giọng nói thật hiền từ, mà dư chợt nhớ lúc nãy cô có nghe thấy Akitaka nhắc bà của anh cùng từng sống ở Enoshima này. Nếu vậy thì chắc bà cũng biết hiệu ảnh Nishiyura này. Kiến trúc nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi mấy trong suốt 50 năm qua. Chào bà ạ. À. Mà dư vừa cất tiếng chào, người phụ nữ đã lịch sự cúi đầu đáp lễ. Chào cô. Cô là người làm trong hiệu ảnh này sao? Không ạ, à, cháu là cháu gái của bà Nishiyura Fujiko. Chị Fujiko. Bà của Akitaka chập hai tay lại bột một tiếng, vẻ mặt rất vui sướng. Lâu lắm rồi tôi không được gặp chị ấy. Phải, đã lâu lắm rồi đấy. Chị ấy có đang ở trên tầng 2 chứ? Nói rồi bà hướng mắt nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Mayu chẳng biết trả lời ra sao. Có lẽ trước đây họ đã từng là đồng nghiệp của nhau trên hòn đảo nhỏ này. Nhìn qua thì bà ấy cũng tầm tuổi với bà của Mayu. Bà Nishiura Fujiko, bà ấy đã qua đời rồi ạ. Vừa nghe đến đó, bà của Akitaka sững người lại, thất thần trong chốc lát. Có lẽ bà ấy còn định hỏi nhiều điều khác nữa, nhưng cuối cùng bà ấy chỉ im lặng như thế mãi. Rồi bà bắt đầu nhìn lại bức ảnh đen trắng treo trên tường, lấy bối cảnh là một quán nhỏ đơn sơ ở tận sâu trong hòn đảo. Bức ảnh chụp một cặp vợ chồng ngày xưa. Không ai biết cặp vợ chồng trong bức ảnh ấy là ai. Và bức ảnh như vậy cũng chẳng quý hiếm gì. Nó chỉ là một bức ảnh kỷ niệm có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Hiệu ảnh Nishiyura này cho đến nay vẫn còn lưu giữ một lượng lớn những bức ảnh cũ từ ngày xưa. Sau khi được khách hàng cho phép, hiệu ảnh đã in thêm những bức ảnh này để treo trong cửa hiệu như là những bức ảnh mẫu. Đột nhiên, người phụ nữ quay sang nhìn Akitaka. Anh Masakazu đến đây làm gì thế? Mayu như không tin vào tai mình nữa. Sao bà ấy lại gọi cháu mình bằng tên của chồng? Thế nhưng Akitaka, người bị gọi bằng tên của ông mình, lại chẳng tỏ vẻ gì khác lạ. Cháu đến vì mấy tấm ảnh ạ. À. Bà mang theo nó suốt bao lâu nay. Bây giờ thì chúng cũng mờ lắm rồi, nên cháu đến đây nhờ in thêm mấy tấm nữa. Ra là vậy. Nếu là ảnh thì anh nhờ hiệu này là nhất rồi đấy. Tay nghề của chị Fujiko là tuyệt nhất đấy. Vừa nói bà ấy vừa ngước lên tầng 2. Dù lúc nãy mà dù có nói bà của cô đã sang thế giới bên kia, nhưng dường như người phụ nữ này chẳng nhớ được gì cả. Mayu dần nhận ra vấn đề. Có lẽ bà ấy mắc hội chứng về nhận thức của người già, và bệnh có vẻ đã khá nặng rồi. Thế nên lúc nãy Akitaka mới ấp úng khi nói không biết bà mình có biết chuyện mấy tấm ảnh hay không. Bỗng dưng vai của cô bị vỗ nhẹ một cái. Khi cô quay lại đã thấy mặt Akitaka tiến sát lại gần. Tôi phải gọi điện cho quản gia một chút. Chắc bà ấy đang tìm bà tôi, thế nên nhờ cô nói chuyện với bà tôi một lúc nhé. Sao cơ? Trong lúc Mayu còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì Akitaka đã rút điện thoại ra và bước ra ngoài. Dù anh ta có bảo cô nói chuyện thì cô cũng chẳng biết nói chuyện gì bây giờ cả. Nhưng dù sao cũng không thể đứng mãi thế này được. Mayu đỡ bà của Akitaka ngồi xuống bậc thang nối vào phòng khách. Bà cụ hồn nhiên cười với Mayu.
và cô cũng cười lại với bà. Bầu không khí hơi kỳ lạ, xen lẫn một chút căng thẳng. À, phải rồi, để tôi cho cô xem những tấm ảnh. Rồi không chờ Mayu trả lời, bà đã lấy những tấm ảnh nhàu nát từ trong túi ra, xếp trên bậc cầu thang. Đó là 4 tấm ảnh, giống hệt với 4 tấm ảnh mà Mayu và Akitaka xem từ nãy tới giờ. Có lẽ vì bà ấy lúc nào cũng mang theo bên người, nên giờ 4 tấm ảnh đã bị xước, nhàu, tới mức mới nhìn thì không thể phân biệt ngay được tấm nào với tấm nào. Bây giờ thì Mayu cũng hiểu vì sao chồng bà ấy lại nhờ in thêm 4 tấm ảnh này. 4 bức ảnh này chụp rất đẹp đúng không? Bà cụ nói với vẻ rất tự hào. Bà nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. Vâng, đúng thế ạ. Đó không đơn thuần chỉ là lời khen khách sáo. Bố cục của mấy tấm ảnh này đều rất tốt. Người chụp đã chọn được góc đẹp, tạo cảm giác như cây cầu còn chạy dài mãi. Và trong tấm nào thì gương mặt của người trong ảnh cũng rất đẹp. Những bức ảnh này quan trọng lắm đấy. Mayu nhìn xuống bức ảnh mới nhất chụp Akitaka. Mặc dù nó mới được chụp hồi năm ngoái, nhưng giờ cũng đã nhàu hết cả rồi. Có lẽ từ lúc mắc chứng bệnh này, bà ấy đã luôn mang theo 4 tấm ảnh bên người. Chắc hẳn bà ấy phải còn nhiều ảnh khác nữa. Thế nhưng bà ấy chỉ chọn 4 tấm này. Chắc chắn nó phải rất quan trọng, đúng như lời bà nói. Cái này, người trong bức ảnh này là ai thế? Mayu chỉ vào bức ảnh cũ nhất, có vẻ như được chụp vào thời chiêu hòa. Là anh Masakazu, anh ấy là chồng tôi. Bà ấy trả lời ngay lập tức. Không đúng, thời điểm bức ảnh này được chụp thì chồng bà ấy có lẽ còn chưa ra đời nữa. Có chăng cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh là cùng. Không biết bà ấy nghĩ gì rồi lại tiếp tục chỉ vào 3 bức ảnh khác. Những bức ảnh này cũng đều là anh Masakazu hết đấy. Có vẻ bà ấy không phân biệt được người trong ảnh là ai. Vậy là Mayu lại chuyển sang câu hỏi khác. Ai đã chụp những bức ảnh này thế ạ? Chắc chắn phải có ai đó nhấn nút chụp ảnh cho những bức ảnh này chứ. Có lẽ câu hỏi này sẽ giúp Mayu biết thêm được điều gì đó. Lần này phải mất một lúc bà ấy mới trả lời. Đầu tiên bà ấy tách bức ảnh mới nhất chụp Akitaka ra một chỗ và nói: bức ảnh này thì tôi không biết. Đây cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên gì, bởi Akitaka đã nói nó được chụp khi anh cùng ông của mình đến biệt thự ở trên đảo, tức là khi đó không có bà ấy ở đây. 3 bức ảnh kia đều là tôi chụp. Thời gian chụp ảnh hoàn toàn khác nhau. Chuyện bà ấy có thể chụp được cả 3 tấm ảnh này là không thể nào. Mayu cầm lấy bức ảnh cũ nhất và đưa cho bà cụ xem. Bức này cũng thế ạ? Đúng thế, cái này cũng là tôi chụp. Bà cụ trả lời đầy tự tin. Nếu bức ảnh này thực sự được chụp vào thời chiêu hòa, thì chắc chắn khi ấy bà phải được sinh ra từ trước đó. Lúc ấy tôi chụp như thế này này. Nói rồi bà chu môi như một đứa trẻ, rồi thổi một hơi vào tấm ảnh. Mayu chỉ biết gật đầu trong trạng thái mơ hồ, không hiểu bà đang làm gì cả. Đúng lúc này thì Akitaka quay lại. Đi cùng anh còn có một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn và gương mặt tự nhiên không trang điểm. Khi nhìn thấy bà của Akitaka đang ngồi ở đây, người phụ nữ ấy thở phào một hơi. Có lẽ người phụ nữ ấy chính là người quản gia mà Akitaka đã nhắc đến. Cô ấy giúp bà của Akitaka mặc áo khoác mà mình mang đến, sau đó liên tục cúi rạp đầu trước Mayu và Akitaka. Trong lúc tôi nhận hàng chuyển phát gửi đến, bà đã đi ra ngoài theo lối cổng sau. Tôi rất xin lỗi vì chuyện lần này. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nói rồi người phụ nữ cúi đầu thật sâu xin lỗi. Sau đó cô ấy đỡ lấy tấm lưng tròn đầy của bà Akitaka ra về. Lúc về, bà của Akitaka còn vẫy tay mấy lần với Mayu. Cô cũng vẫy tay lại chào bà. Xin lỗi vì đã ép cô phải tiếp chuyện với bà tôi. Vừa quay vào trong hiệu ảnh, Akitaka vừa nói lời xin lỗi.
Không đâu, nói chuyện với bà vui lắm. Tôi còn hỏi được về mấy bức ảnh nữa kìa. Bà tôi có kể gì không cô? Bà anh nói là bà đã chụp cả bức ảnh cũ nhất đấy. Bà cũng nói thế với tôi, nhưng chắc chắn không thể có chuyện đó được. Đúng là không thể có chuyện đó được. Thế nhưng người đàn ông trong bức ảnh được chụp từ gần 100 năm trước với gương mặt giống người nhà Madori là ai? Và làm thế nào để chụp được bức ảnh ấy vẫn còn là một ẩn số. Tại sao anh Madori lại muốn biết về bức ảnh này thế ạ? Cuối cùng bà Dư đã hỏi ra thắc mắc mà cô vẫn muốn hỏi từ nãy giờ. Thực ra cô cũng chẳng có ý đồ gì cả. Thế nhưng câu hỏi này vẫn khiến Akitaka bối rối. Anh lẳng lặng nhìn lên không trung, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ sâu trong con người mình. Vì tôi chẳng biết gì về ông bà mình cả. Biểu cảm trên gương mặt anh cứng nhắc, nhưng giọng nói lại rất đổi nhẹ nhàng. Ông tôi đã mất, bà tôi thì lại như thế. Chẳng còn ai nói chuyện trước đây cho tôi nữa. Ví dụ như họ thấy thế nào về gia đình này, có lẽ những bức ảnh sẽ nói cho tôi biết điều gì đó. Mai Dư dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cảm giác ấy cũng giống như khi Mai Dư nhìn thấy bức ảnh cô chụp bà mình. Bức ảnh ấy cho cô biết mối quan hệ giữa hai người. Và dù là một người ngoài cuộc không biết gì, khi nhìn bức ảnh ấy, họ cũng sẽ cảm nhận được một điều gì đó về tình cảm cô dành cho bà. Chụp ảnh chẳng phải là để lưu lại khoảnh khắc hay sao? Dù một ai đó đã mất đi, nhưng bức ảnh của người đó vẫn có thể lưu giữ đến mãi về sau, đúng không? Nếu cháu chụp giỏi, cháu có thể lưu giữ những thứ cháu thích đến mãi về sau. Lời nói ngày nào của bà vang lên trong đầu. Những lời Akitaka vừa nói có gì đó giống với những lời này. Còn cô Katsugari, sao cô lại đồng ý tiếp chuyện tôi hôm nay? Cô cũng không phải là người làm trong hiệu ảnh này mà. Mà dư chẳng biết trả lời ra sao cả. Vì tôi muốn xin lỗi chuyện tấm phim, hay vì người nhờ tôi là một người đàn ông như anh? Cô chẳng thể nghĩ ra một lý do gì hợp lý cả. Không phải vì cô ít nói, mà chỉ tại cô không thể nói được một câu trả lời mà đến chính cô cũng nghĩ không ra. Ôi! Đường lúc định đi vào trong nhà, Mai Dư dừng mắt trước một vật. Những bức ảnh nhàu nát vẫn còn đặt trên bầu cửa. Cô vừa nhặt từng bức ảnh, vừa vuốt lại những nếp gấp trên đó. Bà tôi là để quên mấy bức ảnh này rồi. Mặc dù bà rất thích mang theo nó bên mình, nhưng bà cũng quên chúng suốt. Nếu thế, anh có nên đuổi theo đưa cho bà luôn không? Trông bà rất hạnh phúc khi cho cô xem những bức ảnh này. Chắc chắn chúng rất quan trọng đối với bà. Nếu bà biết là mình đã làm mất chúng, chắc bà sẽ sốc lắm. Cô nói đúng. Vậy cô chờ tôi một chút nhé. Tôi chạy theo đưa cho bà, rồi sẽ quay lại. Lúc định đưa những tấm ảnh cho Akitaka, Mai Dư nhận ra một điều kỳ lạ. Mặt sau tấm ảnh có viết chữ gì đó. Gì đây nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy mấy chữ này, nhưng chắc là chữ của bà tôi. Akitaka cũng tròn mắt ngạc nhiên. Những nét chữ của phụ nữ được viết rất đẹp bằng bút máy. Có lẽ đã trải qua nhiều năm tháng nên màu mực xanh đã bắt đầu phai nhạt. 7 tháng 8 năm 1949, rửa ảnh. 11 tháng 8 năm 1949, chụp ảnh. 12 tháng 8 năm 1949, định hình, rửa ảnh. Có vẻ đây là những ghi chú về ngày chụp ảnh hay ngày rửa ảnh của bà. Mai Dư lật lại mặt kia của tấm ảnh thì thấy đó chính là tấm ảnh cũ nhất trong 4 tấm ảnh. Nếu những gì ghi rõ mặt sau tấm ảnh này là đúng, thì tấm ảnh này được chụp vào năm 1949. Tôi nghe nói khung cảnh này là vào đầu thời Chiêu Hòa thì phải. Dường như Akitaka vẫn chưa thể tin được vào con số này. Mai Dư cũng vậy, bởi không khí trong tấm ảnh này quá khác so với những bức ảnh còn lại. Bộ trang phục của người đàn ông này mặc cũng là bộ đồ truyền thống từ thời Chiêu Hòa. Mai Dư tiếp tục lật mặt sau của tấm ảnh cũ thứ hai, tấm ảnh chụp ông Madori Masakazu, để xác nhận.
quả nhiên, mặt sau của tấm ảnh cũng có hàng chữ bằng bút máy tương tự. 22 tháng 10 năm 1950 chụp ảnh, 23 tháng 10 năm 1950 định hình rửa ảnh. Bức ảnh này so với bức ảnh cũ nhất thì thời gian cũng không cách nhau là mấy nhỉ? Akitaka lẩm bẩm, chỉ cách có một năm mà bối cảnh trong hai bức hình lại thay đổi hoàn toàn. Cây cầu, cột điện đã được xây mới, nhà cửa trên đảo cũng tăng lên. Rõ ràng, ngày tháng ghi trên bức ảnh thứ nhất có vấn đề, chắc chắn nó phải được chụp từ trước đó nữa. Hai người lại tiếp tục lật mặt dưới bức ảnh màu chụp bố của Akitaka lên. Ngày 8 tháng 7 năm 1978 chụp ảnh, ngày 12 tháng 7 năm 1978 định hình rửa ảnh, tức ngày đặt hàng. Ngày chụp ảnh và ngày được in cùng bức ảnh ở mặt trước trùng nhau, như vậy thì chắc ngày tháng của bức ảnh này là chính xác. Ngày đặt hàng chắc cũng chính là ngày bức ảnh được mang đi để tráng phim, rửa ảnh. Trong khi đó, bức ảnh mới nhất lại không ghi gì cả. Chắc chắn là vì bức ảnh này không phải do người phụ nữ đó chụp. Những dòng chữ này chính là bằng chứng cho lời bà của Akitaka nói lúc nãy, khi cho rằng chính bà đã chụp cả ba bức ảnh này. Có lẽ dù cho bây giờ trí nhớ của bà không còn minh mẫn nữa, nhưng chí ít những gì bà nói vẫn là sự thật. Lúc đấy tôi chụp như thế này này. Đúng rồi, mà dư đột ngột reo lên. Cô vội lấy lại bức ảnh cũ nhất và xác nhận lại ngày tháng viết đằng sau nó. Quả nhiên là vậy. Đột nhiên mọi chuyện như được sáng tỏ, tầm nhìn được khai thoáng, giống như khi nhìn thấy được ngọn núi Phú Sĩ ở bên kia bờ biển. Từ chuyện tấm ảnh này không có phim cho đến ngày tháng của nó có mâu thuẫn, tất cả đều có lời giải thích. Cô nhận ra được điều gì sao? Mai Dư gật đầu. Trước hết anh hãy cứ trả lại mấy tấm ảnh này cho bà anh đi đã, sau đó tôi sẽ nói mọi chuyện cho anh. 30 phút sau, hai người lại ngồi đối diện nhau trong phòng khách ở tầng 1. Vậy cô đã nhận ra điều gì sao? Người lên tiếng trước là Akitaka, đôi mắt đen lấy, sáng lấp lánh và trong anh có vẻ bồn chồn, nôn nóng. Nhận thấy sự kỳ vọng trong ánh mắt của Akitaka, Mayu bỗng cảm thấy bất an, nhưng cô cũng chẳng lùi bước được nữa. Chuyện về ngày tháng được ghi sau bức ảnh cũ nhất này. Mayu nhìn xuống dòng ghi chú cô để trên bàn. Trước khi đưa lại 4 tấm ảnh cho Akitaka, cô đã chép lại ngày tháng được ghi trên 3 tấm ảnh cũ. Kể ra 4 tấm ảnh mà ông Madori Masazaku nhờ in lại vào nửa năm trước cũng được xếp ngay ngắn trên bàn. Mặc dù lúc nãy cô có thể đưa nó luôn cho Akitaka để anh đưa lại cho bà mình, nhưng câu chuyện này còn cần đến chúng, nên cô đã giữ lại nó. Dòng đầu tiên là ngày 7 tháng 8 năm 1949 rửa ảnh, đúng không? Dòng này có một chút kỳ lạ. Thế nghĩa là sao? Akitaka thắc mắc. Rửa ảnh tức là in tấm phim đã được định hình lên một tờ giấy đặc biệt. Nó cũng giống như in ấn vậy. Thông thường sau khi chụp ảnh, phim sẽ trải qua công đoạn được định hình, tráng phim rồi mới in thành ảnh. Thế nhưng bức ảnh này lại được in vào ngày 7 tháng 8, chụp vào ngày 11, định hình vào ngày 12. Thứ tự các bước bị thay đổi rồi đúng không? Không, không chỉ là bị thay đổi, mà vào ngày 12, khi bức ảnh này được đem đi định hình, nó đã được trải qua công đoạn rửa ảnh một lần nữa, tức là nó đã trải qua 2 lần rửa ảnh rồi. Vừa sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Mai Dư vừa cẩn thận giải thích từng chuyện một. Akitaka vẫn khoanh tay lắng nghe và suy nghĩ, nhưng nghe đến đây anh lại hít một hơi như muốn bỏ cuộc. Tôi không hiểu, để in được ảnh thì cần có phim đúng không? Vậy lần rửa ảnh thứ nhất ngày 7 tháng 8 thì lấy phim ở đâu? Tôi chỉ nghĩ ra được một phương án duy nhất là nó được lấy từ những tấm phim có sẵn. Trong hiệu ảnh này có rất nhiều phim, thế nên có lẽ bà anh đã chọn một trong những số đó. Bức ảnh treo trong phòng khách hiện tại cũng là một trong số những tấm ảnh như thế.
hiệu ảnh này đã kinh doanh từ hơn 100 năm trước, nên đến năm 1949, chắc hẳn cửa hiệu cũng đã có rất nhiều phim. Vậy tức là bức ảnh cũ nhất này vốn là bức ảnh của hiệu ảnh này sao? Theo tôi thì bức ảnh ban đầu để tạo nên bức ảnh này đúng là như vậy. Còn bức ảnh này thì có hơi khác một chút, bởi chắc chắn bức ảnh cũ này trải qua quá trình chỉnh sửa gương mặt. Chỉnh sửa à? Mai Như gật đầu. Lúc nãy bà của anh Madori đã thổi một hơi vào bức hình cũ nhất này, rồi sau đó nói là chính mình đã dùng cách này để chụp được nó. Có lẽ bà đang nói đến chuyện dùng phương pháp airbrush, tức hiệu ứng làm mờ. Trong trường hợp chỉnh sửa gương mặt, trên ảnh chụp phim người ta thường dùng phương pháp làm mờ một bức ảnh đã được in và vẽ thêm vào. Sau khi đã chỉnh sửa xong, bức ảnh đấy sẽ được chụp lại, tráng phim và rửa ảnh một lần nữa. Hiện nay chỉ cần scan và chuyển bức ảnh sang dữ liệu số thì không cần đến nhiều công đoạn như vậy nữa. Thế nên bức ảnh này mới có 2 lần rửa ảnh, đúng không? Vâng, bà anh đã chỉnh sửa một bức ảnh cũ của một người khác và chỉnh sửa sao cho giống gương mặt của ông anh thời đó. Tất nhiên bà anh cũng phải lựa chọn bức ảnh của một người có tướng mạo gần giống ông anh nhất. Nói đến đây, Mai Dư thở dài một hơi. Akitaka mở tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm như muốn nuốt luôn cả tấm ảnh trước mặt. Dùng cách này thì có thể chỉnh sửa được đến mức nào? Thực ra thì có thể chỉnh sửa bao nhiêu cũng được, nhưng với kỹ thuật thời đó, nếu làm quá thì có khả năng bức ảnh trông sẽ mất tự nhiên. Mấy việc như chỉnh sửa hình dáng mắt hay xóa nếp nhăn, thay đổi một chút kiểu tóc là giới hạn lớn nhất rồi. Còn mức độ như thêm nốt ruồi thì cũng bình thường. Akitaka gật đầu đồng ý. Một lần nữa lại ngẩng đầu lên, người đàn ông trong bức ảnh này cũng có một nốt ruồi to ở đuôi mắt, trông cũng rất giống ông của anh. Có lẽ bức hình này đã được chỉnh sửa như lời Mai Dư nói. Nhưng tại sao bà tôi lại muốn bức ảnh này chứ? Cái này anh có thể nhìn từ ngày tháng chụp bức ảnh thứ hai, bức ảnh chụp ông của anh. Mai Dư chỉ vào tờ giấy ghi ngày tháng chụp ảnh. Ngày 22 tháng 10 năm 1950 chụp ảnh, và ngày 23 tháng 10 năm 1950 định hình rửa ảnh. Bức ảnh này được chụp vào năm đầu tiên ông bà anh quen nhau, đúng không? Đó là năm 1950. Còn thời điểm bà anh trúng tiếng sét ái tình với ông của anh là vào một năm trước đó, năm 1949, đúng không? Đó cũng chính là năm tấm ảnh đầu tiên này được tạo ra. Ồ đúng vậy, năm 1949 hai người họ vẫn chưa quen nhau. Mai Dư gật đầu. Có lẽ bà của anh dù đã để lạc mất ông anh nhưng vẫn mãi không quên ông, thế nên bà đã dựa vào ký ức của mình để làm ra tấm hình này. Vì đây chỉ là hình chỉnh sửa từ một bức hình của hiệu ảnh, nên vốn dĩ nó không có phim. Bức ảnh mà bà của Akitaka thực sự quý trọng là bức ảnh thứ hai chụp ông Madori Masakazu. Bức ảnh đấy có địa điểm giống với bức ảnh đầu tiên, có lẽ cũng là từ chủ ý của bà. Biến bức ảnh ghép thành một bức ảnh thật, có lẽ đây chính là một kỷ niệm nhẹ nhàng của hai người khi lần đầu hẹn hò. Akitaka lại nghiêng đầu. Tôi hiểu rồi. Mặc dù miệng nói thế, nhưng dường như Akitaka vẫn chưa thực sự hiểu được sự thật này. Nhưng mà bà hành động cũng kỳ cục nhỉ. Nghĩa là bà đã nhờ hiệu ảnh này rửa giúp bức ảnh đã cắt ghép chỉnh sửa, đúng không? Sao bà lại có ý tưởng đó nhỉ? Chuyện này... Giờ đến lượt Mai Dư lúng túng. Nhắc đến mới nhớ, cô đã quên giải thích một vấn đề cốt lõi. Tôi nghĩ đó là vì trước đây bà của anh Madori đã sống và làm việc ở hiệu ảnh Nishiura này. Cô nói sao? Akitaka chẳng thốt nên lời, dường như anh hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc nãy bà của anh đã nói rất rõ ràng là chính bà đã chụp bức ảnh này. Ở hiệu ảnh Nishiura này có quy định chỉ có nhân viên của hiệu ảnh mới được sử dụng máy móc trong công việc. Mà việc chỉnh sửa ảnh rồi chụp lại thì cần phải có những máy móc dụng cụ ấy mới làm được.
Bà của Akitaka đã gọi Nishiyora Fujiko là chị. Ngày xưa, những người làm nghề này thường ở luôn trong hiệu ảnh mình làm việc. Khi đó, họ sẽ gọi chủ hiệu ảnh là thầy và gọi con trai con gái của ông chủ là anh chị. Cô từng nghe bà giải thích như vậy nhưng đã quên khuấy mất cho tới lúc này. Nếu vậy thì bà tôi cũng từng sống ở đây sao? Akitaka trầm ngâm nói. Trong góc studio ở tầng 2 có một phòng dành cho nhân viên. Tôi nghĩ bà anh đã từng ở trong căn phòng đó. Có lẽ khi bà của Akitaka làm ra bức ảnh đầu tiên này thì bà của Mayu cũng đã giúp một tay. Và có lẽ lúc đó thái độ của bà cũng giống như khi cho cô mượn máy ảnh vậy. Chị nói những câu cục ngủng, cứng nhắc. Bà vẫn luôn là người như vậy. Bức ảnh thứ ba này, bức ảnh chụp bố tôi. Cô có nhìn ra điều gì trong đó không? Mayu so sánh ngày tháng. 8 tháng 7 năm 1978 chụp ảnh. 12 tháng 7 năm 1978 tráng rửa ảnh, ngày đặt hàng. Trong tờ giấy nhỏ với bức ảnh màu cũ. Vâng, thời điểm này thì ông bà anh đã lấy nhau và bà anh đã nghỉ việc ở hiệu ảnh, nên chắc việc tráng phim rửa ảnh là bà nhờ một hiệu ảnh nào đó làm cho. Bà anh còn viết thêm chữ ngày đặt hàng vào, chắc là để phân biệt với thời gian bà còn tự mình làm những việc đó. Mayu cảm thấy ánh nhìn nóng rực từ phía Akitaka, có vẻ như thay vì nghe cô nói, anh lại nhìn cô chằm chằm. Và thế là mặt Mayu dần đỏ lên. Cách viết ngày tháng cũng như thời gian không mấy thay đổi. Có lẽ bà vốn là người rất cẩn thận. Xin lỗi, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Không chịu nổi ánh nhìn của Akitaka, Mayu buộc miệng hỏi. Akitaka chớp chớp mắt như thể vừa mới hoàn hồn. Có vẻ anh vừa nhìn cô trong vô thức vậy. Xin lỗi, không hiểu sao tôi sao nhãng đi mất. Cảm ơn cô, nhờ cô tôi có cảm giác mình đã hiểu rất nhiều chuyện của ông bà tôi. Akitaka đang hai tay vào nhau, anh vừa nói vừa lựa chọn từ ngữ cho hợp lý. Tôi rất hay gặp những chuyện kỳ lạ này, nhưng tôi lại chưa từng tự mình đi tìm câu trả lời. Cô Katsugari khác hẳn tôi nhỉ? Cô cũng đang làm công việc như thế này sao? Công việc gì như thế này? Nhân viên điều tra gì đó chẳng hạn. À không, công việc của tôi hoàn toàn khác. Quá ngạc nhiên nên giọng Mayu đột nhiên hơi lớn, xấu hổ thật. Tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi làm kế toán. Mayu hiện đang làm cho một công ty nhỏ chuyên sản xuất linh kiện ô tô ở Chuchido. Việc của cô cần phải nhớ nhiều, công việc cũng khá nặng nhọc, nhưng đến giờ cô vẫn chưa gặp vấn đề gì quá khó khăn ở đó cả. Cô quả là một người sắc bén, có vẻ như dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không qua được mắt cô. Mayu sững người, đây là lần đầu tiên cô được một người điển trai trực tiếp khen ngợi như thế. Chỉ là vẻ mặt và giọng điệu của Akitaka xen lẫn chút buồn, và cô để ý điều này hơn là lời khen kia. Đang lúc Mayu định nói gì đó thì có tiếng chuông vang lên. Chú mèo trắng ở đầu nhảy xuống dưới bậc thềm, giơ chiếc chân trắng muốt hướng về phía con đường phía tây. Bầu không khí gượng gạo đột nhiên tan biến. Đã đến lúc tôi phải về rồi. Những tấm ảnh này tôi nhận lại được chứ? Akitaka vừa chỉ vào những bức ảnh vừa hỏi. À vâng, tất nhiên rồi. Mayu lặng lẽ nhìn những ngón tay thon dài lần lượt cất 4 bức ảnh và 3 tấm phim vào túi. Đây quả là một người kỳ lạ. Ở anh ta có chút gì đó hơi xa rời thực tế. Có lẽ giờ cô và anh ta cũng chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Mayu cũng không có tính chủ động kiểu như hỏi số điện thoại liên lạc hay những hành động tương tự. À còn một chuyện này nữa, nó không liên quan đến chuyện nhân bức ảnh của bà tôi. Trước đây khi mới vào đại học, tôi và bố từng đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Thật vậy sao? Mayu đáp lời cho phải phép. Nếu là thời điểm đó thì chắc Mayu cũng đang đến đây công tác. Có lẽ hai người đã từng gặp mặt cũng nên. Có phải là dịp nghỉ hè không ạ? Chắc là dịp nghỉ lễ tuần lễ vàng cũng nên. Có lẽ do ký ức đã mờ nhạt nên Akitaka trả lời không mấy tự tin. Nếu là dịp nghỉ tuần lễ vàng
thì chắc chắn Mai Dư không có ở đây. Thời điểm được chụp ảnh có cảm giác thật kỳ lạ, nó giống như bản thân mình được lưu giữ tại giây phút ấy mãi mãi. Khi đó tôi khá căng thẳng, mắt tôi không thể nào rời khỏi chiếc máy ảnh, đặc biệt là những chiếc máy ảnh hoành tráng như ở trong hiệu ảnh thì tôi lại càng không thể rời mắt được. Nhớ đến khoảng thời gian trước khi bỏ chụp ảnh, Mai Dư bỗng thấy ngực mình đau nhói. Cô cũng có một thời gian đầy nhiệt tình, muốn được lưu giữ từng khoảnh khắc cho người khác. Lúc đó cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hậu quả của việc ấy sẽ ra sao. Việc sắp xếp lại di vật ở đây chỉ có mình cô làm thôi sao? Vâng, vốn dĩ mẹ tôi cũng định tới, nhưng cuối cùng bà không đến được. Có lẽ mọi việc không thể xong trong 2 ngày cuối tuần này được rồi. Chuyện về những tấm ảnh này cũng đã lấy đi của cô kha khá thời gian, cũng chẳng có ai tới giúp cô cả. Nếu vậy thì tôi sẽ tới giúp cô. Anh nói sao? Mai Dư không tin vào tai mình. Tôi thấy mình rất có duyên với hiệu ảnh này. Hơn nữa cô cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện những tấm ảnh của bà. Thế nên tôi muốn giúp cô để cảm ơn. Cô không phiền chứ? Vâng, được thế thì tốt quá. Mai Dư xấu hổ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của mình. Lúc nãy cô vẫn còn cảm thấy khó chịu khi người quản lý ở bên cạnh. Thế mà bây giờ cô lại nhận sự giúp đỡ của một người hoàn toàn xa lạ là Akitaka. Vậy hẹn gặp cô ngày mai nhé. Akitaka chìa tay ra. Phải mất một lúc Mai Dư mới nhận ra là Akitaka muốn bắt tay mình. Dự cảm sau này sẽ không còn liên quan tới nhau nữa quá ra đã trật lất. Có lẽ cô không hề sắc bén như anh khen ngợi. Mai Dư khẽ khàng bắt tay anh, bàn tay ấy thật ấm áp.